Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, tập 9. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội, thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngồi nhập được một câu một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 73, thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phù, thư thứ nhất. Hôm qua tôi nhận được thư của thầy Minh Đạo chùa Thái Bình, biết các hạ lại gửi 40 đồng kính cận giữ lấy để đến năm sau
dùng làm chi phí in sách. 10 gói gia ngôn lục đã bảo Đài Trung Thư Cục gửi đi, chắc không lâu nữa ông sẽ nhận được. Ông cũng sẽ nhận được sách Khuê Phàm. Trong mùa hạ, Hòa Thượng Diệu Liên tuân lệnh các hạ đem bài bi ký về truyền Thỉnh Đài Tạng Kinh sai quan cột giũa. Quan do bận việc trả lời trước bằng một lá thư, đợi sau khi về núi sẽ lại bàn tiếp. Tới mùng 2 tháng chạp về đến núi, phàm những thứ dồn lại đều gửi đi bằng thư bảo đảm vào ngày 19. Chữ nghĩa dùng trong nguyên bản bài bi ký rất hay, tiếc là nói dông dài quá nhiều, chưa chỉ ra được nguyên do của Phật Pháp. Tôi vốn muốn sửa đổi đại lược, nào ngờ quan học thức chẳng đạt đến mức hay khéo, vuông tròn thuận theo ý muốn, sửa chữa xong bài bi ký ấy biến thành một bài khác. Theo quan nghĩ, dùng khẩu khí của Ngài Diệu Liên, coi Diệu Liên như là chủ nhân ngôi chùa, và những lời lẽ đề cao dư thừa trong bi ký chẳng bằng lưu lại sự thật cho đời sau. Có lẽ biện pháp như vậy là đắc thể, đã trình lên các hạ giám định. Nếu có chỗ nào sai sót, thiếu thỏa đáng, các hạ cứ sửa đổi, đừng ngại gì cả. Quan là người chọn chẳng có ngã tướng, điều chẳng muốn nghe là tân bốc quá lố, ngoài ra chẳng chấp trước một chuyện gì. Chắc là các hạ đã biết đại lược điều này từ lâu rồi. Năm nay in sách nhiều nhất đã hơn 2 vạn đồng, nửa đầu năm sau còn có rất nhiều sách sẽ in. Sau thu sẽ đi khắp Nam, Bắc, Đông, Tây, không có chỗ nhất định, để khỏi phải thù tiếp thư từ, chỉ bận bịu vì kẻ khác đến nỗi hỏng cả đại sự của chính mình. Các hạ già rồi, thế đạo như thế này, hãy nên dùng cảnh duyên này để tự răn nhắc, ngõ hầu cái tâm cầu sanh Tây Phương, về mặt sự được 10 phần châu đáo tha thiết. Lại xin hãy dạy bảo con cái và cả nhà thường nói đến lợi ích do trợ niệm khi lâm chung, và họa hại của việc tắm rửa thay quần áo sẵn, khóc lóc vân vân, khiến cho bọn họ hiểu rõ lợi hại. Chọn chẳng đến nỗi vì thể hiện lòng hiếu mà trở thành chuyện đã té xuống giếng còn bị quăng đá. Năm nay quan 67 tuổi, tinh lực đã suy, nếu vẫn chẳng biết lượng sức, nhất định sẽ làm nhục đến pháp môn. Hiện thời những chỉ bản của các bộ văn sao vân vân đều đã được hoàn thành tốt đẹp rồi. Có ai muốn in thì cứ tiếp xúc Đài Trung Thư Cục sẽ được như nguyện. Văn sao lại được chế ra 4 bức chỉ bản An Sĩ Toàn Thư, Thọ Khang Bảo Giám, mỗi cuốn đều có 2 bản: Gia Ngôn Lục, Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú, Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, đều được làm thành 4 bản. Quán Âm Tụng lại được làm thành 2 bản. Ngoài ra còn có Giới Sát Phóng Sanh Hiện Báo Lục, Học Phật Hiện Thuyết, vân vân. Những cuốn sách nhỏ lặt vặt đều đã giữ lại bản in. Do vậy mùa thu năm sau có thể đi luôn, chẳng cần biết là ở nơi nào để lo tu trì. Chúng ta trải đời bất quá 60 mấy năm, mà nay trong cõi đời lại có bao nhiêu hiện tượng. Kể từ khi có mặt con người trong trời đất đến nay, phần nhiều đều chưa hề thấy, đời loạn đến cùng cực rồi. Nếu chẳng cực lực đề xướng nhưng quả báo ứng và giáo dục gia đình, thì chẳng thế nào hy vọng thái bình được nữa. Ngày 22, lá thư số 74, thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phù, thư thứ 2. Năm ngoái
cư sĩ ít mất. Trước đấy ông ta đã phát đại tâm sai lầm, muốn ở trong thế gian này độ người chứ không cầu vãng sanh. Năm Dân Quốc thứ 9 1920, ông ta lên núi bị quan quở trách, dường như đã xoay chuyển ý niệm. Sau này còn ông ta gửi cáo phó đến, nói ông ta ngủ suốt 3 ngày, chẳng ăn chẳng nói gì, rồi qua đời. Xem tình trạng đó, đúng là tướng trạng chưa được vãng sanh. Do vậy, muốn cầu vãng sanh phải buông thế gian này xuống và buông vọng tâm quá phần xuống. Chẳng hạn như muốn được giống như Bồ Tát ở trong sanh tử độ thoát chúng sanh, điều này thì chính mình phải là Bồ Tát mới được. Nếu chính mình vẫn là phàm phu mà muốn gánh vác chuyện này thì chẳng những không thể độ người mà còn chẳng thể tự độ. Bao nhiêu thiện tri thức trong thế gian đều mắc phải bệnh này mà vẫn nói là mình có đại bồ đề tâm. Cần biết rằng đã có tâm ấy, trước hết phải cầu vãng sanh thì mới hữu ích. Nếu sẵn có tâm này mà chẳng cầu vãng sanh thì phải là bậc Bồ Tát mới được, nếu không sẽ mắc hại chẳng càng. Tâm cuồng vọng quá phần là chướng ngại lớn nhất cho người tu hành thật sự, chẳng thể không biết điều này. Hơn nữa, cư sĩ ít là người quá hiếu danh, vì thế những sách do ông ta soạn ra đều phỏng theo giọng điệu kinh Phật, mắc lỗi đem phàm làm thánh, thật chẳng nông cạn. Vì thế dốc công hoằng pháp mà chẳng được lợi ích thật sự. Thân thế trăm năm, chớp mắt liền qua đời, chỉ mong chuyên tâm dốc trí nơi niệm Phật cầu vãng sanh. Vì cư sĩ ít ấy chính là một tấm gương đăng nhất lớn lao vậy. Lá thư số 75, thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phù, thư thứ 3. Nhận được thư, khôn ngăn cảm thán: các hạ dùng đức dày, đối xử rất hậu với người khác, nên bọn tàn binh thổ phỉ cũng bảo nhau đừng khuấy nhiễu. Nếu không có chuyện thật sự khiến cho người khác cảm động thì làm sao đạt được như thế? Đối với người dân, cái ăn quan trọng nhất, rộng rãi với dân, ác trời sẽ ban phước cho. Bọn tàn binh thổ phỉ ấy há nào có tâm đạo nghĩa, nhưng do thiên địa quỷ thần gia bị khiến cho chúng nó giữ đạo nghĩa. Từng thấy trong bản chú giải Âm Chất Văn có ghi một câu chuyện chứng minh hơi giống như chuyện của các hạ, nay tôi sao chép lại để trình lên cho ông xem. Năm Tân Tỵ 1761, đời Càn Long, vợ đê Hoàng Hà ở tỉnh Hà Nam, khắp mặt đất nước sâu hơn một trường, liều tranh của dân gian bị nhận chìm mất nữa. Ở huyện Trần Lưu có người họ Tàu, căn nhà đang ở bị lũ nhấn chìm đã 3 ngày đêm rồi, ai nấy đều nói là không còn lẽ sống nào nữa. Đến khi nước rút, tường nhà vẫn chưa sụp đổ, mà người trong nhà cũng an nhiên vô sự. Mọi người hỏi thì họ cho biết sáng ra chỉ thấy sương mù dày kịt, chẳng thấy mặt trời. Hoặc đầu chẳng biết là đang ở trong nước. Quan địa phương thấy lạ, hỏi người ấy có làm điều lành nào hay chăng. Ông ta cho biết mỗi năm gặt hái xong, ngoài phần chừa lại đủ chi dùng cho cơm áo ra, còn bao nhiêu đều dùng hết để giúp đỡ những người nghèo thiếu lối xóm, cho đến nay chưa hề thiếu sót một chút nào. Đã thực hiện được như vậy 5 đời, suốt hơn 100 năm. Quan Hiến Ti đều ban cho biển ngạch để khen ngợi chuyện lạ. Nước vốn vô tình mà quỷ thần che chở, tuy toàn thể bị ngập trong nước nhưng chẳng thấy nước. Do vậy biết rằng con người có thật đức
thì trời sẽ báo đáp lạ lùng. Những kẻ bóc lột mở màn của chấm họ để cầu mong con cháu phú quý, rốt cuộc đều thành gia đình tan nát, dòng dõi tuyệt diệt. Thần thức còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo, chẳng có thợ thoát ra, đáng thương vậy thay. Do vậy, muốn cứu người đời mà nếu chẳng cực lực đề xướng nhân quả báo ứng, sẽ chọn chẳng thể đạt được hiệu quả thật sự. Lá thư số 76, thư trả lời cư sĩ Trần Gia Tuấn ở Châu Bồ. Con người sống trong thế gian, hòa phước vừa dậm lẫn nhau, chỉ do bản thân người ấy dùng tâm như thế nào mà thôi. Kẻ khéo dùng tâm thì khốn khổ gian nan đều thành cái gốc để giải thoát. Kẻ chẳng khéo dùng tâm thì phú quý vinh hoa đều thành cá nhân đọa lạc. Mẹ ông thụ tiết nuôi con côi, chịu khổ nhiều năm, quả thật là nền tảng để tu trì tịnh nghiệp cầu sanh Tây Phương cho ngày nay. Nay mẹ con đã cùng quy y, hãy nên làm cho quyến thuộc trong nhà đều cùng ăn chay niệm Phật. Một là để ngăn ngừa khi mẹ ông vạng sanh, bọn họ sẽ chẳng đến nỗi do không luyện tập mà chẳng thể niệm Phật tương trợ, thậm chí dời động thân thể thay quần áo sẵn, khóc lóc phá hoại chánh niệm. Một điều khác nữa là do thời cuộc nguy hiểm, nếu hằng ngày thường niệm Phật và niệm Quán Âm thì sẽ có thể gặp dữ hóa lành, gặp xui thành hên. Nay đặt pháp danh cho mẹ ông là Đức Ý, nghĩa là có thể nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương để nêu gương mẫu cho con cháu xóm làng. Đức hạnh ấy tốt đẹp cao trội nhất. Đặt pháp danh cho ông là Huệ Tuấn, nghĩa là có thể tu trì tịnh nghiệp, tự lợi, lợi tha, trí huệ vượt trội những kẻ tầm thường, vì thế gọi là Huệ Tuấn. Nay gửi cho ông Tịnh Đồ Ngũ Kinh, Thập Yếu Thánh Hiền Lục, Văn Sao Gia Ngôn Lục, Sức Chung Tăng Lương. Đọc sách này thì khi lâm chung không làm hỏng việc. Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư, vân vân, xếp thành hai gói, mong hãy đọc kỹ hành theo. Ắt phải nên cung kính, đừng nên khinh nhờn thì sẽ được lợi ích chân thật. Những điều khác không cần phải nói nhiều. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều không đủ. Từ đây đừng gửi thư tới nữa, cũng đừng giới thiệu người khác quy y, do không có tinh thần để thù tiếp vậy. Ngày 13 tháng 4. Lá thư số 77, thư trả lời cư sĩ Khuất Hàng Nam. Thư nhận được đủ cả. Bài Du Thạch Quật Động Ký rất có khí khái, tâm dung diệu lý, hư không bé, đạo hợp chứng như pháp giới to. Nhưng đấy là chuyện thuộc về phương diện văn tự, trở nên chuyên học theo thói ấy. Hãy nên như mẹ nhớ con, lấy niệm Phật cầu sanh Tây Phương để mong thực chứng. Lúc này mà chuyên chú trọng chuyện ấy, tức chuyện viết lách văn chương cho hay đẹp, thì vô ích cho chính mình, có hại cho người khác. Vì sao vậy? Do quá nữa đều là học để nói suông cho chân chu hoặc bác, chẳng chú trọng chân tu thật chứng. Người đời nay nếu chẳng nhiếp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối thì tròn chẳng có hy vọng thật chứng nào. Trong bộ Văn Sao Tục Biên có bức thư gửi cho Hòa Thượng Quảng Huệ thuộc Thảo Am Quảng Tế ở Ngũ Đài Sơn. Vào ngày Nguyên Đán tháng Giêng, khoảng chừng 5.000 chữ, đấy là lời khuyên thiết thực chưa hề có từ trước đến nay. Trong khoảng tháng 9, tháng 10 sẽ gửi sang gõ Tích Thiện Phường để họ chuyển giao. Vợ chồng ông muốn quy y, nay tôi đặt pháp danh cho mỗi người. Ông còn nói cha ông cũng muốn quy y,
nay cũng đặt pháp danh cho cụ, còn tên thật của cụ ông hãy tự điền vào. Người ngoài 70 tuổi rồi, tháng ngày chẳng còn mấy, hãy buông hết thảy xuống, nhất tâm niệm Phật thì chắc chắn sẽ thoát khỏi cõi ngũ trược này, đến cõi chính phẩm sen kia. Nếu vẫn còn tâm niệm mong tưởng đời sau nữa, thì khó thể quyết định vãng sanh được. Mong ông hãy nói cặn kẽ với cụ. Những điều khác đã được nói tường tận trong văn sao, ở đây không biết chi tiết nữa. Tôi gửi kèm cho ông bài sớ cầu con và ba điều trọng yếu để cầu con. Đây quá thật là những điều ai nấy đều phải nên xem, đừng vì không cầu con rồi bỏ mặc. Mong hãy sáng suốt soi xét thì may mắn lắm thay. 16 đồng hương kính đã nhận được liền dùng làm chi phí để ấn tống văn sao tục biên. Ngày rằm tháng 8 năm Canh Thìn, tức năm Dân Quốc 29, 1940. Lá thư số 78, thư trả lời cư sĩ Thần Hiểu Viên. Thư nhận được đầy đủ cả. Tuổi quá 50, ngày tháng không còn nhiều, đúng là lúc này hãy nên sốt sắng giữ vẹn luân thường, niệm Phật để mong sống dự vào bậc hiền thánh, mất trở về cõi cực lạc. Nói đến chuyện giữ vẹn luân thường, sợ ông chưa hiểu ý, nay tôi giải thích đại lược. Người đời phần nhiều chẳng biết ý nghĩa giữ vẹn luân thường, có phạm vi bao quát rất rộng, chỉ coi hiếu thuận với cha mẹ, kính trọng người bề trên là giữ vẹn luân thường. Hiểu như vậy thì cũng rất đúng, nhưng nhỏ nhoi lắm. Khéo dạy dỗ con cái, khiến cho chúng nó đều là người hiền, mềm mỏng, nho nhã, đấy mới quả thật là kẻ giữ vẹn luân thường lớn lao. Bởi lẽ con cái đã đều hiền thiện, thì anh em trai, chị em gái, chị em dâu, con cháu đều nhìn theo nhau làm lành. Từ đấy đời nào cũng nối tiếp nhau là người hiền, thì người hiền sẽ đông, kẻ xấu sẽ ít. Do vậy kẻ xấu cũng có thể bị cảm hóa trở thành người hiền, người lành. Nền tảng khiến cho thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui đều nằm trong sự dạy dỗ con cái. Có thể hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng người trên và hết thảy những thứ bên ngoài đều tốt lành, nhưng chẳng khéo dạy dỗ con cái thì người ấy vẫn chưa đáng gọi là bậc quân tử giữ vẹn luân thường. Nếu có thể hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng người trên và hết thảy mọi mặt đều đúng như pháp, lại còn khéo dạy dỗ con cái, thì người ấy tuy sống ở trong nhà không thi thấu gì, mà lại bồi đắp lớn lao cho nước nhà, cho xã hội vậy. Hiện tại cõi đời đã loạn đến cùng cực, xét đến cội nguồn đều là vì cha mẹ phạm lỗi, chẳng khéo dạy dỗ con cái. Nếu ai nấy đều khéo dạy dỗ con cái, làm sao những thứ tham kịch lại được cực lực thực hiện và diễn ra cho được? Còn cái ông đã lớn, trở nên không nói nguyên do với chúng, để sau này khi chúng nó làm cha làm mẹ người khác, sẽ chẳng đến nỗi chìm nổi theo thời thế, chỉ biết nuôi con chứ không biết dạy, khiến cho đứa có thiên tư quen thói cuồng vọng, đứa không có thiên tư cam phận bướng bỉnh ngu đồn. Do ông nói đời đã loạn gần đến mức tận cùng, nên tôi nói với ông pháp môn căn bản để vãn hồi đời loạn. Xin chớ coi đây là lời nói thừa thải, thì con ông, cháu nội ông, con rể ông và những đứa cháu ngoại của ông đều có thể trở thành người hiền, người thiện, khiến cho ông được nở mày rạng mặt khôn cùng. Cô con cả đã là quá phụ, đúng là phải nên nhất tâm niệm Phật
cầu sanh Tây Phương. Cô con thứ đang chờ mai mối, nếu có thể thường niệm Phật và niệm Quán Thế Âm thì tốt nghiệp tiêu trừ, thiền căn tăng trưởng, tự nhiên sẽ kiếm được người chồng hiền thiện. Mà sau này khi sinh con đẻ cái cũng không bị khổ bị sáng nạn, những đứa con sanh ra đều là hiền thiện. Con cái đi học khi được nghỉ nên dạy chúng nó đọc kỹ Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn để hướng dẫn tiền đồ tương lai. Ngay cả hai đứa con gái cũng phải đọc để mong nhờ vào đây mà tự sửa mình và dạy dỗ người khác. Thiên hạ không yên, thất phu có trách nhiệm. Đây quả thực là pháp căn bản để thất phu tạo bình trị cho thiên hạ vậy. Hơn nữa, hãy nên bảo con cái đọc đi đọc lại An Sĩ Toàn Thư, Lịch Sử Cảm Ứng Thống Kỵ và những thiền thư hữu ích cho thân tâm. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Hiểu, nghĩa là dùng trí huệ để tự hành, truyền giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết, bảo vệ sinh mạng, ăn chay, niệm Phật, quyết định cầu sanh Tây Phương trong đời này. Lại còn dùng những điều ấy để khuyên lơn con cái, thê thiếp, vân vân. Trong gia đình và thân thích bằng hữu, làng nước, xóm giềng bên ngoài, để họ cùng hiểu những điều lợi ích thật sự cho thế gian lẫn xuất thế gian này. Ngõ hầu chẳng phụ lòng thành phát tâm quy y Phật Pháp của ông. Đối với những cách tu trì niệm Phật thì trong văn sau đã nhắc tới nhiều lần, ở đây không biết cặn kệ nữa. Nếu vô sự đừng gửi thư đến, quan đã 70 rồi, tinh thần chẳng đủ, lại còn phải lo những chuyện dạo chánh, in sách, vân vân, không rảnh rỗi để phúc đáp được đâu. Ngày 26 tháng 9 năm Dân Quốc 19 1930. Lá thư số 79. Thư trả lời cư sĩ Hứa Hoán Văn, thư thứ nhất. Thư nhận được đủ cả pháp danh viết riêng trong một tờ giấy khác. Do một lực chẳng đủ nên chẳng thể viết khai thị tường tận được. Nay gửi cho ông hai gói kinh sách này nọ, mong hãy chí thành cung kính đọc, sẽ tự biết cách tu và lợi ích. Ngoài ra còn có Kỷ Lộ Chỉ Quy, tức là chỉ đường về nơi ngõ rẽ. Sơ Cơ Tiên Đạo, nghĩa là hướng dẫn ban đầu cho kẻ sơ cơ. Vật do như thử, nghĩa là loài vật còn như thế. Tọa hoa chí quả, có nghĩa là đợi hoa chỗ thành quả. Một lá thư trả lời khắp, mọi thứ một gói để làm căn cứ tự lời lời người. Đọc kinh sách nhà Phật chớ nên giữ thái độ như nhà nho đọc sách nho. Những nhà nho ngày nay hoàn toàn chẳng biết kính trọng sách, đến nỗi cõi đời không có chân nho. Nếu dùng thái độ khinh mạn chẳng cung kính ấy để đọc kinh Phật thì chưa được lợi ích mà đã mắc tội trước rồi. Ngày 18 tháng 2 năm Dân Quốc 25 1936. Lá thư số 80. Thư trả lời cư sĩ Hứa Hoán Văn, thư thứ hai. Khoản tiền cứu trợ đã giao cho nơi Lạc Quyên tại Thượng Hải, nay tôi đem biên nhận gửi lại. Quan già rồi sẽ chết trong sáng tối, nào còn có tinh thần để lo chuyện lớn ấy. Nhưng từ năm Dân Quốc thứ 7 1918 đến nay, quan lưu thông các kinh sách đều vì nhiệm vụ cấp bách ngăn ngừa để dứt tai họa. Chỉ không theo đuổi công việc thành lập đội Lạc Quyên cứu trợ mà thôi.
Quan từ khi xuất gia đến nay phát nguyện chẳng trụ trì chùa miếu, chẳng thế độ đồ đệ, chẳng dự vào các hội đoàn. Từ năm dân quốc thứ bảy đến nay, các đoàn thể từ thiện các nơi đem sổ vàng gửi tới cho quan từ một hoặc mười cho đến mấy chục quyển. Tôi đều để nguyên những cuốn sổ ấy đem gửi trả lại bằng thư bảo đảm, rồi tùy theo sức mình mà bỏ ra bao nhiêu đó. Chẳng viết khoản tiền ấy vào sổ để khỏi làm cho cuốn sổ ấy không sử dụng được nữa. Mỗi năm đều quyên tặng cả ngàn đồng trở lên. Nếu lại đề xướng quyên mộ sẽ chẳng thế nào không mệt nhọc đến chết. Quan không có chùa miếu, không đồ đệ, tất cả những khoản tiền được biếu tặng hệ có liền sử dụng ngay, chọn chẳng hướng về người khác mở miệng hóa duyên. Bởi lẽ tăng sĩ thường hay hóa duyên, quan chẳng muốn giống như họ. Dẫu chơi quan thiếu từ bi, quan cũng chẳng đếm xỉa tới. Cốt sao khỏi bị kẻ vô tri nói quan mượn cớ này để cầu lời. Nói đến chuyện con hộ của ông Trương Ích được nuôi từ nhỏ, há có phải là quan có đạo để khuất phục nó đâu. Ông ta giỏi vẽ hình hộ nên nhiều lần nuôi hộ. Con hộ nuôi lần trước đã chết, năm trước lại mua được một con hộ bé mới vừa lọt lòng mẹ. Hằng ngày phải nuôi bằng thịt bò, một năm hộ ăn hơn hai con bò. Đấy chính là do mê loài vật mà vùi lấp chí hướng. Lại còn cho hộ ăn thịt bò, quả thật là tạo sát nghiệp kề sau cho xiết. Quan nói với người bạn, hãy nên khuyên ông ta nuôi hộ bằng móng chay, đừng cho nó ăn thịt bò. Hơn nữa ông ta hằng ngày vẽ hình hổ, ôm ấp hổ, sợ rằng đời sau sẽ đầu thai làm thân hổ thì đáng thương lắm. Ngày hôm ấy, người ấy và con ông ta với một con chó cùng đến. Chó còn dễ ngươi hổ, con cái đều có thể vuốt ve hổ. Khi đến chỗ ông ta vào năm ngoái, hổ chưa tròn một tuổi mà đã không kém phần to lớn. Lúc tới chuồng hổ, họ cầm theo một cái vò sắt tay. Có lúc hổ không nghe theo mệnh lệnh thì hướng về miệng cái vò sắt tay về phía hổ, hổ liền thuận theo. Do miệng vò toát quát, hổ sợ bị ăn thịt. Quan một mực chẳng thích phô trương mù quáng, nên đối với con hổ được nuôi từ bé hoàn toàn chẳng để ý. Nếu bảo đấy là dùng đạo đức để khuất phục hổ thì còn đáng để ca ngợi, chứ chuyện này hoàn toàn chẳng có giá trị gì để kể lệ cả. Sao lại không có chuyện gì mà cứ bới chuyện ra vậy? Ngày 16 tháng 5 năm Dân Quốc 26, 1937, dựa trên bài viết nhân duyên của tôi với Ấn Quang Đại Sư của cư sĩ Vương Vĩ thì người bạn đã khuất của tôi là Trương Thiện Tử nuôi một con hộ ở vườn Võng Sư. Ngẫu nhiên tôi kể chuyện ấy với sư, sư cho rằng cọp dạ tánh khó thuần, sợ rằng cuối cùng nó sẽ giết người. Tôi xin sư quy y cho nó, sư gật đầu bằng lòng, bèn cùng Thiện Tử dẫn hộ đến trước sư để nói tam quy y và ban pháp danh là Cách Tâm. Từ đấy hổ bèn hiền hòa ngoan ngoãn, không lâu sau chết đi cũng là một duyên lạ. Cư sĩ Trần Hải Lượng bèn ghi thêm lời nhận xét vào đoạn văn này: Thiện Tử thích vẽ hình hổ, nuôi một con hổ để làm vui. Sư trông thấy nói: con hổ này tâm hung bạo vẫn còn, hãy nên cẩn thận. Quy y không lâu sau hổ chết. Ấy chính là nhờ từ lực của đại sư Gia Bị nên đã thoát khỏi súc sanh đạo đấy chăng? Có lẽ khi ấy cư sĩ Hoán Văn ở xa cũng nghe được chuyện này nên viết thư hỏi chuyện đại sư. Thư đáp của đại sư
là lời khai thị chất phát, chọn chẳng có ý tự khoe khoang mảy may nào. Suốt đời đại sư chủ trương chẳng cần phải học theo thói kẻ cả, đọc thư này càng thêm tin tưởng điều ấy. Ngày 16 tháng 11 năm Dân Quốc 32 1943, La Hồng Đào. Lá thư số 81, thư trả lời cư sĩ Châu Trọng Hoa, thư thứ nhất. Nhận được thư biết Lệnh Nghiêm đã qua đời vào ngày 26 tháng 11, thư báo tin buồn vẫn chưa gửi đến. Cũng không cần phải đọc thư báo tin buồn, đã có thể biết rõ cụ có được sanh về Tây hay không. May là trước khi cụ mất đã thiết tha dặn dò các ông hãy tuân theo những gì văn sao Gia Ngôn Lục đã nói, nên cụ được chánh niệm vãng sanh. Tuy do tốt căn hiển hiện trong đời này chưa cảm mà cha ông được vãng sanh tốt lành như thế, nhưng cũng là vì anh em trai chị em gái của ông chẳng thuận theo phàm tình, tịnh sâu Phật pháp và tuân theo lời cha dạy mà ra, may mắn chi hơn. Nói chung tấm lòng của kẻ làm con là mong cha mẹ sống mãi trên đời, nhưng tướng thế gian vốn thuộc sanh diệt chẳng trụ, há có thể còn mãi được ư? Nay cụ đã mất rồi, chớ nên bị ai quá mất, hãy nên sốt sắng niệm Phật để linh hồn của cha ta được hưởng lợi ích thật sự. Nếu cụ chưa được vãng sanh thì cầu cho cụ được vãng sanh, đã được vãng sanh ác sẽ tăng cao phẩm vị. Đừng thuận theo thói tục hèn kém, biến chuyện tăng tốc thành dịp vui, bày vẽ mù quáng, phu trương hồ đồ, mắc tội với cha với trời. Cha ông trước khi mất khiết tình, mất rồi vẫn khiết tình, điều ấy quả thật đã biểu thị thâm tâm thanh tịnh. Có kẻ nghiệp lực thì chẳng những không thể khiết tình trong khi ấy, mà có kẻ còn tự ăn phân nhằm thể hiện tướng đọa lạc. Hết thầy mọi chuyện trong đời người đều có thể giả vờ, chỉ có những tướng được biểu hiện khi sắp chết và sau khi chết đều chẳng thể nào làm giả được. Con người sắp chết vẻ mặt liền biến đổi, huống chi chết đã hai ngày rồi lại càng thêm vui vẻ, hiện vẻ mỉm cười, đấy chính là tướng biểu thị vãng sanh. Lại nữa, chết đã mấy ngày toàn thân đã lành, chán vẫn còn hơi ấm, đấy cũng là tướng biểu thị vãng sanh. Do phàm phu khi chết hơi nóng từ dưới dồn lên trên, nếu đảnh môn lành đi sau cùng, ắt là trở về thánh đạo liễu sanh thoát tử. Ông chẳng biết rõ, nhưng cứ dựa theo vẻ mặt cho ông sau khi mất và lúc lâm chung được mọi người trợ niệm thành tựu tịnh tâm, ắt cụ được Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Cha ông đã như thế thì mẹ ông cũng phải nên như thế. Phận làm con hành được đạo giúp đỡ cha mẹ như thế, khiến cho cha mẹ được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, thì tất cả sự hiếu trọng thế gian chẳng thể nào sánh bằng. Thân ta chính là di thể của cha mẹ ta, giữ lấy di thể của cha mẹ ta, nào dám chẳng dè dặt kinh sợ để mong đấng sanh thành khỏi bị hổ thẹn ư? Do vậy cần phải khăng khăng giữ vẹn luân thường, nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ điều ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa, chẳng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết bảo vệ sanh mạng, yêu tiết giấy chữ ngũ cốc. Người làm được như vậy đáng gọi là thiện nhân, đáng gọi là hiếu tử, đáng gọi là tôn kính cha mẹ, lại còn có thể y theo pháp môn tịnh độ tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì sống sẽ dự vào bậc thánh hiền, mất đi trở về nước cực lạc, may mắn chi hơn.
Hơn nữa, hiện thời thế đạo nhân tâm đã bại hoại đến cùng cực. Thiên tai nhân họa giáng xuống bất ngờ, họa hoạn xảy đến chẳng thể lường trước, chúng cũng không được ngừa chẳng thể ngừa. Nếu có thể y theo những gì văn sao Gia Ngôn Lục đã nói, chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm, ác sẽ âm thầm được gia bị, hoặc chuyển biến thành không có tai nạn gì, hoặc chuyển nặng thành nhẹ, quyết chẳng đến nỗi phải chịu tai ương giống như người không niệm Phật. Cõi đời hiện nay chẳng giống như cõi đời mấy chục năm trước kia. Muốn chuyển hồi thế đạo nhân tâm, muốn cho con cái trong gia đình hiền thiện mà chẳng sốt sắng đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình, tức là những đạo lý làm người như cha từ, con hiếu, vân vân, thì chọn chẳng có hy vọng gì. Giáo dục trong gia đình cần nhất phải chú trọng sao cho hai pháp nhân quả và báo ứng bổ trợ nhau, bổ sung cho nhau thì mới có lợi ích thật sự. Chớ nói ông là một người xuất gia sao cứ miệt mài đem những chuyện này nói với người khác. Bởi lẽ trong cõi đời hiện thời, những học thuyết phế kinh điển, bỏ hiếu, phế luân thường, vứt bỏ hổ thẹn, vân vân, khiến lòng người bị ngu muội cứ nối tiếp nhau dấy lên. Nếu chẳng đem nhân quả báo ứng và đạo làm người bàn giải kỹ càng cho con cái từ thở thơ ấu, thì sau này muốn cho chúng nó chẳng bị những tà thuyết xoay chuyển sẽ khó lắm, hết sức khó. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Nói như vậy có nghĩa là khéo dạy dỗ con cái sao cho chúng nó trở thành hiền thiện, sao cho phong thái này từ một làng, một ấp lan ra khắp thiên hạ. Tôi thường nói dạy con là cây gốc để bình trị, nhưng dạy con gái lại càng quan trọng thiết yếu hơn. Vì nữ nhân có quyền hạn giúp chồng dạy con. Nếu con gái hiền thiện thì con rể và con cái chúng nó sẽ đều hiền thiện. Do vậy lại nói quyền trị gia bình thiên hạ bọn nữ nhân chiếm quá nữa, ấy chính là chân ngữ, thật ngữ. Muốn cho cửa nhà hưng thịnh, con cháu hiền thiện, hãy nên lấy lời tôi làm khuôn thước thì những điều mong cầu sẽ đều đạt được. Lại nữa, đề xướng nhân quả báo ứng không tốt gì bằng dạy người ta thọ trì thái thượng cảm ứng thiên, văn xương âm chắc văn. Bởi những loại sách giảng về thiện ác, người ta vừa đọc liền hiểu rõ thì sẽ dễ được lợi ích. Bành Định Cầu từ nhỏ hằng ngày đọc tụng hai bộ sách này, tới khi Đỗ Trạng Nguyên làm thượng thư vẫn hằng ngày tụng đọc. Lúc rảnh rỗi bèn cung kính chép lại tặng cho người khác, ghi là sách phải đọc của Trạng Nguyên tể tướng. Lời bạc viết: không phải là đọc sách này có thể làm Trạng Nguyên tể tướng, mà là Trạng Nguyên tể tướng quyết chẳng thể không đọc sách này. Đủ biết tầm quan trọng của hai bộ sách ấy. Trong khóa tụng sáng tối lúc hồi hướng, quan sẽ đọc pháp danh của cha ông để hồi hướng suốt một thức cho trọn hết tình nghĩa thầy trò. Những điều khác xin ông hãy đọc kỹ trong văn sao Gia Ngôn Lục, ở đây không viết đầy đủ. Ngày 13 tháng 12 viết dưới đèn. Lá thư số 82, thư trả lời cư sĩ Châu Trọng Hoa, thư thứ hai. Thư nhận được đầy đủ. Biện pháp áp dụng trong đám tang như thế chẳng những hữu ích cho người mất, mà thật sự còn khiến cho cả nhà điều gieo thiện căn không chi lớn bằng. Sau này dẫu chẳng thể ăn chay trường thì cũng nên bớt ăn mặn, lập quy định chẳng đích thân giết chóc trong nhà để đỡ kết sát nghiệp. Chỉ ông muốn chuyên nhất niệm Phật thì vốn không có chương trình cố định.
Nếu chiếu theo chương trình niệm Phật bình thường, canh năm gì lễ Phật, bao nhiêu lễ tùy theo mình lập. Lễ xong, niệm kinh Di Đà một biến, vạn sanh chú ba biến hoặc bảy biến hoặc 21 biến. Xong, liền niệm kệ tán Phật. Nhiếu Phật bao nhiêu câu đó, rồi mới tịnh tọa nửa tiếng. Rồi lại niệm ra tiếng độ bao nhiêu câu. Rồi quỳ niệm Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, bộ danh hiệu ba lượt. Nếu muốn lễ bái, thì trước hết lễ Phật bao nhiêu đó lạy, xưng danh hiệu Bồ Tát chín lượt, rồi lễ chín lạy. Niệm bài văn phát nguyện, tam quy, đấy là công khóa buổi sáng. Ăn cơm xong, tịnh tọa một khắc, lại đến lúc niệm Phật thì lễ Phật ba lạy, hoặc lễ nhiều hơn, xong liền niệm kệ tán Phật. Niệm xong, đi nhiễu và ngồi đều chiếu theo như trên. Chỉ có điều niệm Phật xong, không cần phải niệm bài văn phát nguyện dài, chỉ niệm bốn câu kệ, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, vân vân là được rồi. Lễ bái lui ra. Hoặc buổi sáng hai thời, buổi chiều hai thời. Khóa chiều giống như khóa sáng. Buổi tối lại niệm Phật một lần, vẫn chiếu theo chương trình giống như sau khi ăn cơm sáng. Niệm xong phát nguyện, nên niệm bài văn phát nguyện do Tổ Liên Trì sang định. Niệm xong đọc bài tam quy y. Tuy trong đây có lúc khởi lên Phật hiệu, có lúc im lặng, nhưng trong tâm luôn giữ cho một câu Phật hiệu được trì niệm chẳng gián đoạn. Đi, đứng, nằm, ngồi, mặc áo, ăn cơm, đại tiểu tiện, trong tâm đều phải thầm nhớ Phật hiệu. Trong bảy ngày chẳng để khởi lên hết thảy tạp niệm, như con nhớ mẹ không lúc nào quên. Khi niệm cố nhiên là niệm Phật, lúc lặng tiếng không niệm thì trong tâm vẫn niệm, chỉ cầu tâm tương ứng với Phật. Tức ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm, toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Trong tâm trừ sáu chữ hồng danh ra không có hết thảy tạp niệm, vì thế gọi là tương ứng. Chớ nên khởi cái tâm muốn thấy Đức Phật ngay, chỉ cầu ngoài Phật hiệu ra không có niệm thứ hai nào khác mà thôi. Nếu chẳng hiểu rõ lý tánh, gấp muốn thấy Phật, phần nhiều chút phải ma sự, chẳng thể không cẩn thận. Cũng đừng nhọc nhằn quá mức, quá mệt nhọc, thì ngày hôm sau sẽ khó thể thanh thản sảng khoái đúng như pháp được. Hoặc là mỗi lần niệm Phật đều niệm A-di-đà kinh, vạn sanh chú, nhưng sáng dậy phát nguyện thì niệm bài văn phát nguyện dài. Khóa tối cũng giống như thế, những lúc khác đều niệm bốn câu kệ hồi hướng mà thôi. Hoặc là sáng dậy niệm Phật lần thứ nhất thì niệm A-di-đà kinh, vạn sanh chú, từ đấy chỉ liên tục niệm A-di-đà Phật không ngừng. Đến tối niệm bài văn phát nguyện tam quy y. Con người ở trong thế gian chẳng thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, đều là do vọng niệm gây nên. Nay trong lúc niệm Phật liền nghĩ như chính mình đã chết, chưa được vạn sanh. Trong mỗi một niệm đều gác bỏ tất cả hết thảy tình niệm thế gian ra ngoài. Trừ một câu Phật hiệu ra, không có một niệm nào để được. Làm thế nào để niệm được như thế? Là vì ta đã chết rồi, tất cả hết thảy vọng niệm đều chẳng vướng mắc nữa. Niệm được như thế ắt sẽ có lợi ích lớn lao. Những kẻ chi kiến nhỏ nhoi hiện thời, hề hơi có một chút cảnh giới tốt đẹp, bèn tự mãn, tự cho là đủ, tưởng mình đã đắc tam muội rồi. Hạng người ấy, 10 người hết 9 kẻ đều bị ma dựa phát cuồng. Vì tâm niệm cách ngăn với Phật, phù hợp với ma, cho nên thành ra như vậy. 10 đồng tiền hương kính, đời sau này các sách được in ra
sẽ dựa theo khoản tiền ấy gửi đi mấy gói sách. Hôm 23, quăng xuống núi đến chùa Thái Bình ở bến Trần Gia, Thượng Hải để lo liệu việc in sách. Tháng 6 mới trở về núi, tháng 7 lại xuống núi chẳng trở về nữa. Tháng 8, tháng 9, việc in sách xong xuôi, liền diệt hết tung tích ẩn nấu lâu dài. Bởi lẽ, trong những năm tháng vừa qua, chuyện thù tiếp ngày một thêm nhiều, tinh thần ngày một giảm. Nếu chẳng làm theo một cách khác, ắt sẽ mệt đến chết. Đã tổn hại cho chính mình mà còn vô ích cho người. Vì thế, không thể nào chẳng làm như vậy được. Thế đạo hiện thời là thế đạo đại hoạn nạn. Họa hoạn xảy đến không thể trốn tránh được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quán Thế Âm thì mới chẳng gặp hoạn nạn. Dẫu bất hạnh gặp phải thì cũng có thể gặp dữ hóa lành. Gần đây, những kẻ do gặp hoạn nạn bèn niệm Phật, niệm Quán Âm được cảm ứng nhiều khôn kệ xiết. Gia đình ông còn được coi là có của ăn của để. Hãy nên vậy, nam, nữ, lớn bé trong nhà đều hằng ngày niệm Phật bao nhiêu đó câu, niệm Quán Âm bao nhiêu đó câu để làm kế dự phòng. Lúc vô sự niệm thì sẽ không có họ hoạn. Dầu lúc đương đầu với hoạn nạn mà có thể chí tâm niệm thì công đức cũng chẳng thể nghĩ bằng. Người đời đều muốn yên vui, nhưng thường hay làm chuyện trái nghịch, đến nỗi trở thành vọng tưởng suông, chẳng có lợi ích thật sự. Những điều vừa nói trên đây quả thật là những điều suy tính cho gia đình ông vừa sâu xa vừa thiết thực vậy. Viết vào lúc lên đèn ngày 21 tháng 2. Lá thư số 83, thư trả lời cư sĩ Châu Chí Trinh. Thư thứ nhất. Quang đến đất Thượng Hải từ hôm 25 tháng 7, đúng bữa nay trở về núi, thì nhận được thư ông từ núi chuyển đến, biết cho ông sắp qua đời. Cần biết rằng, người sống trăm tuổi cũng có ngày ra đi, trở nên bị thương vô ích. Chỉ nên khuyên cụ nhất tâm niệm Phật, giống như đang ở trong lao ngục, mong trở về quê nhà, chớ nên có mảy may tâm lưu luyến. Ông và quyến thuộc trong nhà hãy nên chi ban niệm Phật trước cụ để cụ lắng tai nghe cho rõ ràng. Đến lúc cụ sắp mất, nếu cụ có thể tự tắm rửa thay quần áo thì tốt lắm. Nếu không, đừng tắm rửa thay quần áo sẵn cho cụ, để đến nỗi dời qua chuyển lại thân tâm bất an, có thể sanh lòng sân hận, thì cái hại ấy chẳng nông cạn đâu. Dẫu chẳng khó chịu, nhưng do bị dời động, tâm cũng chẳng thể thanh tịnh, sẽ khó cậy vào Phật từ lực vạn sanh Tây Phương. Đang trong lúc ấy, quyến thuộc trong nhà đều cùng nên niệm Phật, niệm mãi cho đến khi người sắp mất tắt hơi. Qua 3 tiếng đồng hồ sau mới ngưng tiếng niệm Phật để lau rửa thay áo cho người đã mất. Nếu khớp tay đã cứng, mặc áo không tiện thì dùng khăn bông thấm nước nóng đắp lên vai, cánh tay, khuỷu tay không lâu sau sẽ mềm ra, có thể mặc áo được. Điều tối kỵ là chưa chết đã khóc lóc, khiến cho cụ sanh tâm bi luyến, sẽ khó được vạn sanh. Những chuyện này văn sao Gia Ngôn Lục đều đã nói tường tận, sợ ông chẳng lưu tâm nên nhắc lại. Sau khi đã chết chỉ nên niệm Phật, đừng làm đàn thủy lục, niệm kinh, bái sám. Do những chuyện ấy đều là thực hiện bề ngoài, phô trương thanh thế, rộng tuếch, có lợi ích thật sự rất ít. Hơn nữa, trong đám tang nhất loạt không dùng rượu thịt. Cổ lệ của Nho Gia nghiêm cấm rượu thịt trong đám tang, nếu dùng người ta sẽ nghĩ tăng quyến thất đức.
Đời nay lễ nghĩa hoàn toàn bị chôn vùi, cho nên ăn thịt, uống rượu, tấu nhạc, ca hát, diễn tuồng không điều gì chẳng làm. Nhưng cha ông đã quy y Phật Pháp, ông cũng quy y Phật Pháp, hả có nên vẫn hành theo khuôn sáo xấu ác của thế gian ư? Mong hãy nói rõ nguyên do với các anh em của ông, đừng có chuyện đại bất hiếu là có hiếu. Hãy nên niệm Phật cho thần thức của cha được yên vui thì mới là hiếu. Làm được như thế thì cha ông cố nhiên được lợi ích, mà anh em con cháu cũng đều được lợi ích. Đừng cho rằng những lời quan nói đều chẳng thể tuân theo được, thì kẻ sống lẫn người mất đều được lợi ích. Ông không hiểu sự quá mức vì chuyện của cha ông mà thỉnh thầy khai thị, thế nhưng vẫn chẳng nói đảnh lễ, dập đầu, vân vân, chỉ nói là chắp 10 ngón tay. Ông thử suy nghĩ xem, chuyện trọng đại ấy mà chỉ chắp 10 ngón tay là xong, chẳng phải là coi chuyện ấy giống hệt như chuyện chẳng khẩn yếu hay sao? Do ông không biết, Ninh Quang mới nói với ông, chứ không phải là mong được ông cung kính đâu nhé. Mùng 1 tháng chạp trước ngọ liền về núi trong bữa ấy. Lá thư số 84, thư trả lời cư sĩ Châu Chí Trinh, thư thứ hai. Sao ông chẳng biết sư phụ, cứ không có chuyện gì lại bới ra chuyện, sai thừa tuân hai lực sang đất Thượng Hải để hỏi về chuyện thọ giới. Hơn nữa văn sao gia ngôn lục tuy sâu, nhưng chẳng lẽ hoàn toàn không biết, lại cứ muốn quan khai thị cho ông dưỡng pháp thiển cận ư? Thiển cận thì đã có Di Đà Kinh Bạch Thoại chú giải, há lẽ nào chẳng hiểu được lý ư? Quan chẳng ngại giảng cho ông một pháp giản lược. Pháp môn tịnh độ lấy 3 pháp tính, nguyện, hành làm tông, cần phải thật sự vì liễu sanh thoát tử, để phát đại bồ đề tâm, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, dùng lòng tin sâu đậm, nguyện thiết tha để niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vậy Triệt Ngộ Thiền Sư nói, thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ ấy là cương tông lớn lao của pháp môn niệm Phật, đấy chính là yếu quyết giản dị nhất. Hơn nữa khi niệm, ắt phải tâm, miệng, tai từng câu từng chữ rành rẽ phân minh. Niệm cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, tâm tự chẳng tán loạn. Tâm còn phải thường giữ chánh niệm, chẳng để cho hết thảy những ý niệm tham, sân, si, đủ mọi thứ bất chánh chớm sanh. Nếu chúng ngẫu nhiên sanh khởi, liền dùng Phật hiệu để chế ngự, khiến cho chúng bị tiêu diệt. Cha ông và ông đều cùng quy y, thừa tuân hai phen đến gặp, chỉ thấy khẽ vòng tay, dẫu cho vái chào một cái thật sâu cũng chẳng chịu làm. Như vậy thì chẳng những khinh tăng mà còn là khinh cha. Gặp thầy của cha đến hỏi Phật Pháp, chẳng chịu tỏ lộ ý muốn cung kính chút nào, mà muốn được lợi ích nơi Phật Pháp sẽ có thể đạt được lắm. Quan đã quyết định ẩn giấu tung tích, nhưng muốn lợi người nên chẳng ngại nói với ông. Mùng 9 tháng 4 viết dưới đèn. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 9. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới Cực Lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm.
Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vân. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thèn thay đạo nghiệp chưa thành,